đi ngược về suối ngân ai, đi ngược về suối sông bao nhiêu nước thương người, thương người bấy nhiêu người. Cô về thủy cũng
duyên sinh ý, thượng giới tiền cũng hề. Thiên ái
đỏ bên cô tô. Nửa đêm cô nghe vang vẳng tiếng chuông chùa Hàn Sơn, chân cô bước xuống thuyền. Phách rằng phách phách nhất nhất hò du phách nhì cô đợi nhịp quan hò du phách ba cô thầm trèo quan du trèo cô mở lái ra du trèo từ trèo từ quan hò du đền hà thác trèo ra du quan đỡ bông bông cây thì quan hò du bên kia cô tám trẻ sông mây suối cùng khe du nhấp nhơ đàn cá bà hò du dăm ba ô tô nữ hò quan du quan miệng cô lại cười tươi quan quan du quan dâng câu vạn tuế du mười hai cửa bể quan hò du cô vỡ đá từng qua bắt lái cô trèo ra quan quan du quan đền dấu quan sao hò du quan sửa sang khăn áo quan quan du quan lễ phật dâng hoa du quan trèo ra ninh bình này hò du quan qua cầu non nước quan quan du quan thuyền sau bè trước hò du quan rước cô về thành đô quan quan dạo chơi tây hồ quan quan du quan trèo lên không trung vũ trụ ngân hà hò lưới chân mây thả quan quan du quan nước nhà bằng đường quan hò du quan do thoáng đưa hò du quan thầy lái quan hò quan quan du quan cố trèo về hò du quan về bản đến đây du quan thiên đà thiên đà hò du quan tới bên cô quan quan du quan xin cô các mái trèo khoan hò du khoan. Dâng trước ngai vàng rằng vâng
sắc chỉ cô vợ nàng giáng sinh thượng tuần đỉnh ngày mùng hai tháng tám đây. Tuần đỉnh ý ngày mùng hai tháng tám bỗng trên trời nổi áng mây xanh thoải ý cung thoải cung đi nhã nhạc hơi tập ma thành nhã nhạc ý tập tầm tành thoại cung nhã nhạc tập tầm tành rõ ràng cô bơ thoại giáng sinh phàm trần bầu trông thấy có mười phần nhan sắc quá như là trong giấc chiêm bao ý. Phấn son tô điểm má đào anh hùng tài tử lối vào văn nhân dậu lá ngọc mình vàng trắng quý mượn nón nhân nước chỉ là vui ê. Cánh ba biến điện lên người chiếc thoi bán nguyệt trèo bơi giữa dòng thác nghề hàn thác hàn nghề tơi ngã hơi ba sông tới ngã ba sông cô bơ về ngay thác hà thế gian